dại khờ. Bao nhiêu mơ mừng ngây thơ về hôm nay, tôi vẫn ngồi đây đây. Vẽ một đường mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén nhang thật ngang. Chẳng một vòng lo tan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mà sức vươn mình để vẽ lên trời cao rộng. Cơn gió lòng đơn nhẹ thôi bay cao, vẽ lên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ lên nhanh quá dài, tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữ trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình nghe phát đất cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa buồn khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao như toàn tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ tôi đang ở đây và ôm đàn tôi hát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Mong mừng ngày thơ về hôm nay, tôi vẫn ở đây đây. Vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén ngang thẳng hàng. Chẳng một vẻ lo tại, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mặc sức của mình để quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn mưa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đã trào dâng từ trong chiêm bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người. Bay lên cao như cồn cao. Trang đã wow lắm rồi, không biết là cô muốn chia sẻ ngay lập tức luôn không ạ? Xin mời cô. Quá là khó khăn cho các cô chú ngồi ở đây luôn á các con. Tại vì cái tuần này tiết mục nào cũng tốt đó. Riêng với Văn Minh và Ngọc Dầu đã cho cô cảm thấy rất là yên tâm về một cái thế hệ mới. Thật sự giống như tên của con, tụi con rất là văn minh, tụi con nghe nhạc mới, tụi con rất hiện đại. Điều đó nó toát ra từ cái chất giọng của tụi con, cách tụi con xử lý cũng như là cách tụi con điều tiết sân khấu. Rất là hay, tụi con rất là có năng lượng trên sân khấu. Và tụi con như là tuần trước, thẩm âm vô cùng tốt luôn, nhịp vô cùng chắc. Hát bài lên tông 2-3 lần. Mà nhất là Ngọc Dầu, Ngọc Dầu con phải giữ vai trò là bè cho Văn Minh. Nhưng đồng thời Văn Minh cũng phải giữ cái bè chính cho thật là chắc, để hai cái bè nó đi với nhau nó quyện. Còn chỉ cần một người rung rây là cái bè đó nó đi nó chênh liền. Trong chênh liền. Đúng rồi. Hai đứa con tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn cô mà tụi nó còn bè cho nhau. Đứa bè cao, đứa bè thấp. Trời, hôm nay mà lộng lẫy dễ sợ nè. Để coi với sự lấp lánh của chú Nam Cường thì có đồng điệu hay không nhá. Mời chú. Không cần biết, thấy lấp lánh là tôi thích rồi. Nói chung là tiết mục này quá thích. Mà không hiểu sao mời tôi vô cái số gì đâu mà toàn là tiết mục hay sao tôi chấm. Làm sao mà chấm đây. Khó nhờ. Không có một điểm nào chê từ đầu đến giờ các tiết mục của tụi con.
quá xuất sắc, mỗi bạn một màu sắc, làm cho cái số ngày hôm nay là tưng bừng khói lửa luôn. Dạ. À, với cái bản mashup này thì đúng như cô Đoan Trang nói là hai bạn hát hòa quyện với nhau, và đặc biệt là nam nữ nữa. Rồi nghe nghe là nó còn có sự thú vị hơn là hai nam hoặc là hai nữ gì á. Cái màu giọng khác nhau. Dạ, Văn Minh giọng rất đàn ông nha. Đúng rồi. Rất là hay và rất là chắc. Còn riêng với Ngọc Dào, con tuy là bè cho bạn nhưng mà con không hề bị lép vế. Đó, có nhiều người bè á thì cũng ham sợ là mình bị lép, hát bự lên. Hát bự lên xong cái lấn át luôn giọng chính. Hoặc là sợ nó không hòa quyện cái lò hát nhỏ lại. Cái cuối cùng người bè là cái người khó. Vừa hát bè thẩm âm nó khó mà vừa phải cân chỉnh làm sao cho hòa với cái giọng chính đã khó, mà ngày hôm nay Ngọc Dào làm điều đó quá xuất sắc. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Tuần thứ năm rồi các anh chị ơi, các con phải làm như thế này để bứt phá ở những vòng thi loại trừ. Cho nên là các cô chú cứ yên tâm bình tĩnh đi, chấm điểm cho tụi con. Cứ 10 hết cũng được mà cô chú hả? Chú Long Nhật ơi, cảm xúc ngay bây giờ với tiết mục này, xin mời chú. Về thanh nhạc là cô Đoan Trang và chú Nam Cường đã nói rồi. Nhưng mà cái không khí âm nhạc rất là quan trọng. Cái không khí và cái lan tỏa, cái tinh thần đó có thể tất cả khán phòng, tất cả phim trường chúng ta như muốn nổ tung về hai con. Chú tự hào về hai đứa. Dạ con cảm ơn chú. Giật mình nữa. Có tập không mà sao nó nói đều như vậy? Không hiểu luôn á trời. Không, bởi thế mới nói là sự hòa hợp của các con. Đã là cặp đôi vàng mà. Đúng đó. Phải hợp từng cái câu nói, từng câu cảm ơn nữa. Nhưng mà phải cảm ơn những cái người đứng đằng sau để giúp cho các tiết mục này nó tuyệt vời. Đó chính là người thầy của tụi con, đúng không? Người hòa với khí nữa. Một tràng hỗ tay cho thầy Phú Luân và Phạm Hồng Biển. Cảm ơn hai thầy. Lộng lẫy xinh đẹp, nhận được quá nhiều lời khen rồi. Một tràng hỗ tay nữa đi vô trong chờ kết quả nha. Xin được chúc mừng hai con. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Ôi gì, ôi gì, xinh đẹp quá. Ôi gì, ôi gì, ôi gì. Tới rồi cô ơi, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi. Chờ tôi một chút nha. Sài Gòn đẹp đâu người ghê. Đợi một người đi là xa. Ăn cướp kia đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Không cháy thì sao? Hai. Mới nửa chiều đó. Good. Ăn cướp nè. Cầm gì đó? Đi trốn chứ đi đâu? Trả đây. Không trả thì sao? Ha. Tôi trả nè. Cho tôi ăn cướp. Cô nè. Hình nữ lên xe đừng có nhảy nha. Ăn cướp nó giật đó. Ừ, biết rồi. Cảm ơn nha. Sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn. Ok. Ủa, có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa, em hâm mộ anh chị quá à. Cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong Thử Tài Suy Nghĩ không ạ? Dạ đúng rồi, dạ đúng. May quá rồi. Sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài. Tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý, đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À, mà trước khi đi, tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo. Anh chị cho tôi ra chụp một tấm hình nhé. Đó, ông làm hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, hồi trẻ trâu mà. Bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bà có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi với bà về Việt Nam nha.
thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ, thăm anh Hoài Linh nè, thăm chị Tân Hằng nè, anh chị Đăng Chi nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chú quên anh Gia Bảo hả? Nhà anh Bảo chú về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ. Mấy đứa ơi, về Việt Nam. À, mấy đứa ơi về. Người đi và xe lòng vòng bàn chân mãi mệt thấy nhẹ nhàng tâm hồn mình. Từ xưa tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn. Cảm ơn các bạn. Vũ đoàn Hải Âu đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nghiệp đi không, thời gian gấp rút quá, ra mấy cô chú quá trang không công kịp. Dễ hai cái đường này hai bên như là hai cái cọng râu vậy đó. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có râu. Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là thử tài siêu nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, bây giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo ha. Ban đầu thì mỗi bé là một cái sự riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa chú Thầy Nghĩ nói xong á là tới cô Đăng Trang nha. Cô Đăng Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi, chưa mấy người dạ. Ra già ta kỹ dạ. Tánh em cảm ơn chị Bãi đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đăng Trang nói cho chị Bãi chứ vui đi. Trời, bây giờ chị Bảy muốn em nói cái gì chị Bảy? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bảy gài sát dán luôn là cho chị Bảy đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chưa chị Bãi? Được. À, được rồi, chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trời ơi, coi. Trời ơi, cái lưng ông đi với ông Hoài Linh quá rồi. Đó. Trời soi rừng xa, gió đùa tóc em bay, giấc cơm trên tay em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng, mẹ để cho con chăn nắng chăm cho. Mời lúa thơm sông đơn làng, lúa thơm lừng cả bàn tay, là thơm nắng hôm nay khi em được cơm cho mẹ vui đi cày. Người trong tầm nhìn có xòe ô che nắng dăm ba đường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa
rớt hay hương rừng trên hương cũ ca duyên nhẹ thì thầm có xèo che ná em tới chung hương theo. Khoai xanh tươi ai dội ra tay cây mẹ ơi mẹ hạnh vui chiều qua đọc thơ bố lời bố khen con nhớ mẹ đào đá con trong ngoan lúa lên màu mai đây chim bao bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con bé lăn tàn khi cắt được cơm cho mẹ vui đi cày mai đây chim bao bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con rằng con bé lăn tàn khi cắt được cơm cho mẹ vui đi cày có xe ô trên trời ơi, lại là một miền đất khác đúng không ạ? À, các bạn học sinh ở đồng bằng thì đi học khá là đơn giản thôi, nhưng trên miền núi thì lại khó khăn hơn, nhưng lại có những cái kỷ niệm và những cái nét đẹp khác nhau. Tụi con ngày hôm nay đâu? Giơ cái dù lên coi. Dạ. Trời ơi, xinh quá trời xinh luôn vậy á. Không biết là chú Hòa Nhật Nam cảm thấy như thế nào ạ? À? Xin mời chú. Tiết mục này làm cho chú muốn một lần được lên những miền Tây Bắc xa xôi, có những cái ruộng bậc thang hoặc là những cái vùng hoa tam giác mạch rất là đẹp. Hai cô bé cậu bé Văn Minh và Ngọc Giàu bình thường rất là tăng động và rất là quậy, nhưng mà đưa vào những bài hát nào mà nền nã và nhẹ nhàng du dương là chú lại thấy là tụi con vẫn giống như đang ém cái nguồn năng lượng đó, và hôm nay cũng làm cũng diễn rất là nhẹ nhàng để phù hợp với cái nội dung bài hát. Và rất là dễ thương là cô Ngọc Giàu á, là được ban tổ chức sắp xếp cho bộ đồ này là cổ nói ngay với chú Hoàng Nhật Nam là chú ơi, ở nhà con có một cái dù màu cam, ngày mai cho con đem theo để con diễn luôn nha, vì cái dù đó rất là đẹp. Đó là hôm nay là cái dù đó là của bé đó và rất là hợp phải không quý vị? Dạ, rất hợp luôn. Và với Văn Minh á, thì Văn Minh có một cái điều bất lợi là cũng đang độ tuổi vỡ giọng. Nhưng mà chú nghĩ rằng với những sự thể hiện của con và đặc biệt là tiết mục ngày hôm nay, thì cái sự vỡ giọng đó nó tạo nên trong giọng hát của con á, cái nét nam tính. Nhưng mà đâu đó vẫn còn cái sự hồn nhiên và rất là dễ thương của tuổi thơ. Cho nên là hai cái pha lại thì tạo nên cho con một cái nét nam tính rất là đáng yêu. Chú rất là thích những cái phần tụi con diễn, bản lĩnh về sân khấu, về diễn xuất, về ngôn ngữ, gương mặt hoặc là tay chân hoặc là di chuyển cùng với nhau, cùng với vũ đoàn, thì chú thấy rất là điêu luyện. Chú nghĩ đó là một trong những cái lợi thế của hai con. Còn về phần giọng hát như thế nào thì chắc là sẽ để cô Văn Trang, cô Đoan Trang sẽ góp ý nha. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đây là một tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Trời đất ơi. Lần nào cũng vậy anh, lần nào cũng vậy luôn á, tới cái đoạn mà giám khảo nói xong cái dạ con cảm ơn đồng thanh gì đó. Dạ mời cô Đoan Trang tiếp nối luôn ạ. Hôm nay thì phần hát của hai con thì theo cô đánh giá một cách rất là thật lòng, đó là cái lần này cái phần hát không bằng những cái lần trước. Nhưng mà cái cô bất ngờ và cô vẫn luôn tin tưởng cái cặp đôi Văn Minh Ngọc Giàu vô cùng, đó là cái sự nhạy bén của các con. Cái sự thay đổi của tụi con, tụi con không bao giờ ngần ngại cái việc mà học những cái điều mới. Cái đó mới là cái quan trọng, cái đó là cái mà các cô chú muốn được nhìn thấy các con. Nếu như mình chinh phục được tất cả những cái điều đó thì là xuất sắc rồi. Nhưng nếu như tuần này mình tốt,
tuần sau một cái bài học mới mà mình chưa trọn vẹn, mình phải đi thi để qua cuộc thi mình trui rèn mình hơn. Đó cho nên cô chỉ nói với cái khía cạnh là cô chia sẻ các con như vậy chứ các con không có việc gì mà phải lăng tăng hả? Rồi trang phục hôm nay quá đẹp tụi con, cái tạo hình của tụi con rất rất là đẹp luôn. Cái dù màu cam á mà chú Hoàng Nhật Nam vừa kể ra để thấy là Ngọc Dầu là một em bé rất là thông minh. Con rất là biết cách làm sao để cho con được nổi bật. Đó, một cái dù thôi nhưng mà con cảm nhận được nó phù hợp với bộ đồ. Con có quyền con nói lên cái ý kiến của mình, con xin chú, xin cô để cho con xài cái đó. Bởi vì con biết là cái đó nó phù hợp. Cái đó là một cái điều, một cái tư chất của một ngôi sao đó con. Rồi, Văn Minh, mặc dù con có một cái vấn đề là bể giọng gì đó đi, nhưng mà hãy xem đó là cái thế mạnh của mình. Bởi vì khi mà một giọng nam được vỡ giọng ra ở cái tuổi dậy thì á, lúc đó là cái lúc mà các con có cái độ trầm, độ dày của cái giọng nó đang phát triển. Thì mình phải luyện tập, mình phải xem cái đó là cái điểm chuyển rất là quan trọng để mình nâng nó lên một bậc khác. Từ đây nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha con. Phải biến những cái khuyết điểm thành cái ưu điểm của mình luôn. Đó mới là những cái tiến bộ mà mình cần phải có. Cái phần bè cô nhắc ở cái chỗ như thế này là cô nói để cô chứng minh tại sao phần hát của mình không bằng những lần trước chút xíu. Dầu mai mốt con bè bất cứ lúc nào cũng vậy, con bè thì con phải bè cho hết cái chữ. Bạn diễn của con bè ví dụ như đưa cơm cho mẹ đi cây, là con phải nhìn Minh. Lúc nào Minh đóng cái chữ thì con mới đóng. Chứ còn hôm nay là bị cái là Minh còn ngân mà con đã đóng rồi. Thì cô nghĩ là chỉ đó là chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà dần về ao con bị thêm cái nữa. Có nghĩa là mình vội vàng bởi vì sau đó là tới cái phần solo của mình. Đúng cái rồi. Mình lật đật mình đóng lẹ cái phần bè để mình lo cái phần solo của mình, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ mất hiệu quả. Cho nên hát phải thực sự bình tĩnh nha con. Còn ngoài ra thì cô vẫn rất là đánh giá cao cặp đôi của Văn Minh Ngọc Dầu. Cảm ơn tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Hên quá, lần này em chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ những lần trước là giật mình. Xin mời cô Vân Trang ạ. Thật sự riêng cô Vân Trang thấy thì với hai cái bài hát này có vẻ là nó phù hợp với lại cái giọng nữ hơn. Và từ trước tới giờ thì mình nghe hai bài hát này là thường giọng các bé, các bạn nữ giọng trong trẻo, thánh thót, nó sẽ toát lên được cái bài hát này hơn. Văn Minh hả? Đúng dạ. Rồi thì thành ra là cái giọng của con đang ở cái giai đoạn vỡ cái giọng, thành ra là nó sẽ không có thể hiện được hết những cái mà cô nghĩ là cái bài hát nó phải nên cần như vậy. Tuy nhiên thì cô thấy được là con rất là tinh tế trong cái cách xử lý, trong cái cách nhả chữ khi con hát mà luyến lấy nữa. Thì cô thấy là đó là một cái sự cố gắng cũng rất là nhiều với con. Về tổng thể thì cô thấy cặp đôi của mình là một cặp đôi rất là thông minh. Bởi vì cô theo dõi qua từng tuần thì là tụi con có những cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và nó rất là phù hợp với cái sân chơi này. Chia sẻ một tí xíu là cô với lại thầy Quốc Đại, anh Quốc Đại cũng đã từng có một cái thời gian tham dự một cái chương trình cũng ca hát. Và hai người lên sân khấu là làm đủ thứ trò hết, là để cứu lại cái giọng hát của cô. Con hiểu không? Anh Đại thì hát hay lắm rồi. Chỉ có cái là Vân Trang giờ hát bình thôi, cho nên là giờ mình phải làm cái khác cho người ta coi, người ta lắp qua cái giọng hát nha. Đúng rồi, thì cái khó là mỗi tuần mình phải suy nghĩ mình phải có một cái gì khác, cái gì độc đáo, cái gì lạ. Mà hai anh em cũng hợp nhau lắm, có nghĩa là phải suy nghĩ mình sẽ làm cái tiết mục gì mà từ đó giờ chưa có ai dàn dựng, nó phải hay như thế nào và mỗi tuần nó phải khác nhau ra làm sao để ít nhất là phải đối phó với lại ban giám khảo. Ban giám khảo thấy là tuần vừa rồi mình khác, tuần này mình khác. Đó là cũng là một cái lợi thế của mình. Thì riêng cô thấy thì cái cặp đôi của con là một cặp đôi rất là thông minh. Con biết nắm bắt cái điều này cho nên là mỗi tuần con mỗi khác và mỗi thể hiện mình khác nhau. Cô hy vọng là từ đây cho tới cuối chương trình con sẽ phát huy cái thế mạnh đó của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Một tràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dầu ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con. Chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sâu vui tươi nói trên nhau đến nơi này.
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường phân qua màu. Người giao thân mến câu chào nói xôn xao. Nếu sống vui tươi nói trên nhau đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chan bao ý thơ. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chan bao ý thơ. Chân trời xanh những cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe hay lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố. Nhắm mắt Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn đã đói dương sáng ơi. Sài Gòn vẫn xa, Sài Gòn vẫn đến tương lai rạng ngời. Nhắm mắt Sài Gòn dấu yêu, mùa hoa vẫn đã tươi khắp trời. Còn vẫn đến tương lai sáng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu. Mùa hoa vẫn đã tươi khắp trời. Nào bạn thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên rock Sài Gòn. Cảm xúc của chú Long Nhật ngay bây giờ, xin mời chú. Kỳ câu đầu tiên á là chú muốn nói là chú rất là yêu Ngọc Nhi và Nhật Minh luôn. Là bởi vì này chú là người Huế mà chú rất yêu phương Nam, chú rất mê Sài Gòn nắng ấm. Mà cái không khí, cái không gian âm nhạc của các con đem đến cho ngày hôm nay rất là Sài Gòn. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con ở đó nè. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Mặc dù là rock nhưng mà hát rất rõ lời luôn. Chú yêu những cái ca sĩ mà hát rõ lời mồn một như vậy á. Chỉ có chút xíu thôi, Ngọc Nhi chút xíu thôi là khi mà hết cái điệp khúc để mà trở về Sài Gòn đẹp lắm của cái bài Sài Gòn của Ý Vân, chút xíu nữa đã trật nhịp. Mà cũng may là con rất là giỏi, con chụp lại được, là con rất là bản lĩnh. Và chú thích nhất là cái feel nó chỗ mà la 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 la. Phá cách luôn chú. Phá cách chỗ đó rất là hay luôn. Và cái bài sau còn hay hơn bài đầu luôn nữa. Cái bài Rock Sài Gòn sau cả con hát tốt hơn, nội lực hơn, hào sảng hơn. Và chú nói rằng dàn dựng đẹp, bàn phối hoàn chỉnh, đây là một tiết mục hoàn hảo. Và chú nhắc lại một lần nữa là chú yêu hai con. Dạ cô Đoan Trang, mời cô. Hồi nãy ước gì thật sự luôn cái bài Sài Gòn đẹp lắm là ba cô chú đi catwalk lên nữa thì còn gì bằng. Thiệt sự. Ba cô chú còn đang mất gọi là bắt xe từ Đà Lạt về Sài Gòn. Chưa về kịp. Dạ mời cô Trang. Hai bạn này á, một là bạn là con trai, bạn là con gái, mà hai cái độ tuổi khác nhau nhưng cùng một màu giọng. Cùng một cái màu giọng. Hai đứa con cô thật cảm thấy giống như là hai cái cặp chị em mà không thể thiếu nhau. Giả sử mà sau chương trình này mà có thể đi diễn ở đâu hai chị em kết hợp với nhau, chắc là người ta sẽ thích tụi con lắm. Tại vì cái năng lượng của tụi con kinh khủng, cái chất giọng của tụi con, nội lực tất cả mọi thứ. Hai đứa con nó có điểm nổi trội hơn so với các bạn ở cái nội lực trong giọng hát của tụi con. Đúng là khủng long con thiệt á. Cho nên cái đó là cái lợi thế của mình, các con luôn nhớ ha. Tuy nhiên á, bài ngày hôm nay á, thì để ý chút xíu là cái khúc cuối mình hơi tuột chút xíu. Cho nên đó, một cái bài học cho mình là gì? Là mình phải biết phân bổ cái năng lượng của mình cho đều trong cái bài hát. Không, nó mới đã. Còn lúc đầu mình rất là khô, mình rất là ồn ào, nhưng khúc cuối mình bị mệt rồi. Thì cái đó là cô nghĩ là phải có thời gian thì các con mới có thể trải nghiệm hết được. Nhưng mà bây giờ cô nhìn thấy là cô phải nhắc các con liền. Chứ còn ở lứa tuổi các con như vậy là cô phải nói là khâm phục, chúc mừng hai con.
Cảm ơn cô Trang. Thật sự tụi con phải quý những giây phút này, những cái sân chơi này tụi con mới được gặp các cô chú ở đây, mà các cô chú sẽ nói kỹ hơn cho tụi con, đúng không ạ? Còn cô Úc Thanh Vân thì sao ạ? Những điểm đáng khen thì chắc chắn là mọi người cũng đã tự nhận thấy rồi, bởi vì các con có một cái nội lực quá khủng. Nhìn các con diễn và nghe các con hát là mọi người ngồi ở dưới là sẽ cảm giác trời, sao được vậy? Hay vậy? Thật sự, tại vì cái giọng hát của các con nó truyền tải hết cái tinh thần của bài hát. Nhưng mà cô xin được tham lam một chút xíu thôi. Ở tiết mục này thì cô thấy rằng là Ngọc Nhi thoải mái hơn về cơ thể so với Nhật Minh. Tại vì cô biết Nhật Minh là một cậu bé, giọng con rất là khủng nhưng mà nói chuyện thì lại rất là nhẹ nhàng, và kiểu như giống như chưa được kích hoạt thì ảnh chưa có bung hết đâu. Phải chi mà con bung hơn nữa, và hai chị em lan tỏa cái năng lượng mà nó ở cái mức độ nó bằng nhau. Nếu mà các con làm được điều này thêm một chút nữa thôi thì ở dưới đây cô, chú cũng như là các khán giả sẽ không phải chỉ là ồ wow các bạn hát nội lực quá, mà sẽ phải đứng lên để nhảy cùng các con, và thậm chí là cả những tiếng hú hết, bởi vì do các con làm đã quá tốt rồi, nhưng chỉ thêm một chút xíu nữa thôi thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nên cô mong rằng lần sau nếu mà các con cùng hòa giọng với nhau ở một thể loại giống như thế này nữa thì đừng ngại ngần, để cho cơ thể của mình thoải mái, feel hết mình luôn, và các con sẽ có một tiết mục tuyệt vời. Chúc mừng các con thì ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Úc Thanh Vân, tham lam hợp lý, bởi vì giúp cho tụi con sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong những tập thi tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Ngọc Nhi và Nhất Minh. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá. Sao khóc nào? Nín. Ok. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này, ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết, không khóc nữa nè. Cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó, nó chưa có chắc lắm. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút, vọng,
đó. Tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hồ Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa cái bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá giọng bự, lúc con bỏ giọng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn, thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Chào một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru nghe thấu đứa con vào với giấc mơ. Bước trên đường đời nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Năm nay tuổi xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về đây. Còn tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chuyến xe mang bé vui cùng đàn con xa trở về đón xuân đoàn viên. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thật mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Dạ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đây. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô lần nô đồ chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết trở về. Ta sẽ là những người chuyển qua biết bao nhiêu khúc quanh, tiếng chân lần này thì qua cơn sóng không biết thật trong lành. Một năm vừa qua bóng anh nơi xứ lạ, dù vất vả nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng từng bóng con trở về. Từ nhiều thứ buồn bề những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếng cho con thấy sức mạnh là thứ năng lượng thật chạy kè, nên con sẽ luôn nhớ về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du,
những chuyến mà ta mong đợi nhất. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ, tôi như cuộc phiêu du, những chuyến mà ta mong đợi nhất. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Không thể chờ nữa đâu, ta phải trở về. Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Hai cái đứa này vậy mà nói không về. Mẹ, mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Mà hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không, cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn tụi chị. Cũng biết nhỏ xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ, nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện, ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết. Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy. Cả 4 cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một ráo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dâm. Thăm bà ngoại với ông Út. Từ ngày ba mẹ con đưa con lên thành phố ăn học, con nhớ bà ngoại với ông Út nhiều lắm. Con hứa học thật giỏi để được ba mẹ đưa về quê thăm bà ngoại với ông Út. Ngày xưa ngoại ru mẹ ngủ, bây giờ mẹ ru con ngủ.
phụng tay đi rồi biết. Ý mèn ơi, canh rau đắng á hen. Ừ, canh rau đắng. Món này thằng Phú nó khoái lắm nè. Thì cậu nhắc làm gì? Cho tôi nhớ nó. Tôi cũng nhớ nó chứ bộ. Thôi đừng nghĩ làm gì cho nó đau lòng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi khói đốt đồng để ngắm ngồi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhô tóc sâu hai kỳ em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn heo phiêu lâu rong chơi những ngày đâu chờ ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãy nắng dầm mưa. Ai cách xa khỏi buồn ngồi mừng mừng nhớ lũy che xanh vào quanh khung trời khi đêm dần hồn. Rong chơi những ngày đầu chưa
ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Ai cánh xa coi nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau nắng nấu canh. Bãi rau đắng sau nhà dẫu nắng chang dần mọc mà tuổi mẹ càng cao đơn lạnh giữa dòng đời. Mẹ ơi canh rau đắng cá rô đồng nồi canh mẹ nấu vẫn nhớ hoài trong con. Chiều chiều gió thổi đầu non chờ lời con đó đến quê nhà mẹ mong. Bà ngoại ơi, ông Út ơi, con được về quê thăm hai người nè. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần trình diễn của bé Triệu Phú của lớp ông Năm, nghệ sĩ Hữu Quốc. Và Nghĩa đang đứng kế một vị khán giả cũng đặc biệt trong hôm nay, nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ. Trời ơi, chị Mỹ, chị nghe bé hát sao mà giờ chị rơi nước mắt, chị khóc quá trời vậy chị? Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình một chút được không ạ? Đặc biệt là với tiết mục mà chị vừa xem. Để nói đầu tiên, Thoại Mỹ xin chào tất cả quý vị. À, đêm nay thật là bất ngờ Thoại Mỹ đến để xem đêm diễn của các em siêu nhí. Hồi nãy giờ Thoại Mỹ ngồi thì thấy các bé nào cũng hay hết. Nhưng mà đến tiết mục của bé Triệu Phú thì ngay cái nghề hát cải lương của mình, Thoại Mỹ nghe cái bài nhạc bé thể hiện, Thoại Mỹ đã xúc động từng chập. Rồi khi bé vô giọng cổ, Thoại Mỹ nhói lòng mình hồi hộp nữa. Mà khi bé xuống giọng cổ rồi, Thoại Mỹ mới thật sự an tâm và muốn dở òa ra liền đó, nhưng mà phải cố gắng kềm lại cái sự xúc động của mình. Thật sự là bé quá giỏi, quá tuyệt vời. Cô Thoại Mỹ thật sự mến con, yêu con. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ. Cảm ơn hai con Ngọc Thanh và Ngọc Tâm trong vai bà ngoại và cậu Út. Nhờ cái phần diễn xuất của hai con đã làm cho Triệu Phú có thêm nhiều cảm xúc để thể hiện thật tốt phần thi của mình. Cảm ơn hai con nha. Cái bài ca giọng cổ này nó là gọi là tân cổ giao duyên. Mà con đã vừa ca mà con vừa diễn xuất được nữa, mà làm cho cô Thanh Hằng ngồi ở dưới này rồi tất cả mọi người trong khán phòng cũng đều dở hòa lên. Triệu Phú ơi, chú Bạch cũng có lời khen con á, là bởi vì con không có bị nhột. Chứ con mà bị nhột á, bị buồn á, như tiếng Bắc hay nói á, thì con sẽ không có hát nổi rồi. Hai bạn hai bên, một bên là bà, một bên là ông cậu, mà cứ sờ soạn khắp nơi, không biết cái hình thức nào để diễn tả, rồi đấm tay cho cháu luôn. Tự nhiên thấy hai người đội khăn ràng ra ngồi rồi. Mặc dù là trong cái phần diễn nó có cái sự vụng về, nhưng mà cái vụng về đó nó rất là đáng yêu. Nó thể hiện được cái sự mộc mạc. Tất cả những cái đó nó mới là thử tài siêu nhí. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và một lần nữa chúc mừng con nha. Triệu Phú đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đi cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá còn hỉ độc kìa. Ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc cha của con hai vậy là ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hài Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con lắm mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta?
con của Ngô Mai Dương đấy sao? Hả? Này nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ, tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn thì biến ra khỏi đây mau, nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Hay à, Hồng Hài Nhi, lửa trên lò luyện đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây đốt cháy cái không khí đồn này cho ta. Hãy xem đây. Không hay nghi. Hài Nhi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn? Hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dạy, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dạy cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con. Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ,
ta sẽ gọi Hồng Hải Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hải Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha mẹ. Hồng Hải Nhi. Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Và ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mai. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều mà đồ đẹp, gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ vậy là không, bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1 2 3.
giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi, kế bên có Quan Âm Bồ Tát rồi, tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm, tưởng bà là con yêu nhìn nhện không à? Giấu không thấy không rồi. Công nhận không em? Khoan khoan, tự nhiên tóc tai xỏa rủ rượi đứng cái đó giống giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu, và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết, một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây, từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được. Con rất là thông minh, con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Ơi, ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được lắm. Không đây, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì lại hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Yeah. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à, thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết. Cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à. Tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc, nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này, nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à. Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Hồng Uyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Tao mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy lần bữa trước... nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ. Hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người một cái. À, rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Uyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con.
Hân và các bé của vũ đoàn ABC Kids, cảm ơn các con. Cái bài này con hát tốt, có biểu cảm, bài dựng cũng khá là đẹp, chỉ là một những cái tà áo màu dài màu trắng thôi. Nhưng mà con với các bạn trong ABC Kids đã có một cái tiết mục rất là đẹp và hay. Đối với cô á, thì con hát cái bài này rất là phù hợp. Cái giọng của con rất là mềm, nhả chữ đẹp hơn và những cái nốt cao của con cũng rất là vang, rất là sáng. Thì nếu như biết khai thác những cái điểm mạnh của con á, thì con sẽ đi rất là sâu. Cô nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ có hai cái vấn đề nhỏ thôi là cô cũng muốn con nhớ, là cái thứ nhất là khi mà con hát nốt cao, con bỏ cái microphone xa một chút xíu cho nó đỡ chát chúa chút xíu ha. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà con hát mấy cái câu mà nó dài hơi á, thì con phải lấy hơi thật là sâu để con đi hết được tất cả các chữ cho tới câu cuối cùng. Chữ cuối cùng mà các cái nốt ở trong cái câu đó nó đều đặn, nó lên xuống, nó rõ rệt hơn ha. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Bước chân nhỏ bé ông thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy héo khô lạnh để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói phút đơn sơ. Và em mơ mơ giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ. Buồn mẹ dù sao thiết tha, khao khát từng đêm, những bước trăng xa nhoi nhoi đang lạnh thầm bước trong đêm. Và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi, nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi, nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn. Về mỗi nơi xa xôi, nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ về mỗi nơi xa xôi, nơi bên xa lũng xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn. Đó là bé Bảo Hân, vũ đoàn ABC Kids và nhóm bè Cadillac. Cảm ơn tất cả các bạn. Trời ơi, một cô bé nhỏ xíu như cây kẹo như thế này thôi mà cái giọng hát mạnh, đầy nội lực. Các vị giám khảo chắc hẳn là rất thích tiết mục này đúng không ạ? Mời cô Thanh Hằng. Trời ơi, nói, cô nói chỉ có một tiếng khen thôi à. Khen hay quá à. Chúc mừng con á. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Hồi nãy giờ là từ đầu đến chương trình tới giờ mà chú coi là nó về tiết mục đơn ca, nó mà phong độ là chú thích con. Hả? Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ cảnh giống thơ ngây qua lời ru em á, mà mẹ đã theo chân con trên dạng néo sông hồ. Lần đầu tiên, rồi kể từ đó, sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ lại vui thêm chút nữa. Chắc con khỏe nên con đạp con chồi.
cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý, chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Phương trời gợi tình nụ tâm xuân phơi phới trong giấc mê đời, người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa tôi với người một thời bướm đẹp bên hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này con dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không con? Có. Có. Cô dựng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá, nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà nó linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và có tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô Vân. Để coi thái độ của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Thèm ăn yến. À. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại cho các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Ừ, cảm ơn con, mời con vào trong. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai bạn ơi.
thịt vang câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi siết tay ấm nồng chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng cả thế giới như mở ra. Bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con. Không biết là cô Vân Trang, cô Vân Trang cảm xúc như thế nào, xin mời cô. Thật ra thì lúc mà cái follow chụp lên hai con á, cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm. Ngày xưa cô là bí thư đoàn trường, cuối năm đó thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân, nó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Hai đứa chơi với nhau rất là thân và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè. Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình, hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương. Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh. Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp, con giống như là ca sĩ, mọi người vui lên, hát lên nào. Thì cô rất là thích cái đó. Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu, đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi, từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái cách biểu diễn của mình. Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm. Cho nên là cô nghe cái ca khúc này, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai bạn đã thể hiện rất là tốt. Cảm ơn cô. Đức Vĩnh chủ động hơn chút. Yeah. Nhưng giọng cô này rất đẹp. Yeah, đó, cả hai hòa hợp với nhau trong từng tiết mục ở những vòng thi. Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà càng xem tụi con hát càng để ý kỹ tất cả những cái kỹ thuật của tụi con, thì cô càng phải nói là cô rất là khâm phục hai đứa con, Đức Vĩnh với Quỳnh Anh.
cô thật sự khâm phục hai đứa con. Bởi vì như cô Vân Trang biết, đây là cặp đôi mà rất rất là được khán giả biết tới, rất là hot trên mạng là hát dân ca. Ngay cả là đây cũng là quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên, cũng hát dân ca, hát đẹp từng nốt chữ, rất đẹp cả hai đứa con. Nhưng mà bây giờ chuyển qua hát nhạc nhẹ, chuyện gì xảy ra với tụi con? Tụi con hát rất là thông minh. Cái thông minh ở chỗ, từ trong cái nhã chữ, từ trong cái làn hơi của mình, nắm bắt cái tinh thần của bài hát, các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường, giống như các con chưa từng hát dân ca. Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con trong cái cặp đôi vàng nhí này, luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con. Chúc mừng hai đứa con. Cô cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ca khúc này á, hồi xưa á, chú tuổi thơ chú dữ dội lắm. Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh hoạt đoàn này, rồi cắm trại, yeah, hội trại đó. Rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ. Rồi chú Nam hôm nay cũng thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Sù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi. Anh hỏi câu gì mà thường thế sợ? Có sao không? cái đó chắc học sinh không có ai mà không có đúng chính không? Chính xác. Nhưng mà quan trọng là cóp kiểu gì? Chị Trang, chị cóp kiểu gì? Chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa, bây giờ chị kể thử coi. Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó. Trời ơi. Mà cô Trang cũng rất là khôn, tại cây thước cây nó có bốn mặt không? Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi. Chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình mở ra mình coi. Mình viết vô. Vậy là chị khác em rồi. Em là em lấy cây viết chì. Em viết lên trên này luôn, cây viết chì thì nó bóng bóng, mình phải nhìn theo hướng chiều ánh sáng thì mình mới thấy được. Cô mình nhìn xuống đâu có thấy đâu. Viết chì dưới bàn luôn, viết xong bôi. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi, còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ, cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, sao thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi, đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem á là thôi, những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi mình chậm lắm, tự tin. Cái mặt mình hết lên trời, vào mình không sợ thầy giám thị, mình không sợ cô luôn. Mà vào đúng bài nào cái là viết xong rồi ra sớm là oách. Đó cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào. Coi như là một bí kíp nhỏ cho các con đúng không ạ? Còn với cái bài hát này thì sao ạ? Thì hai con thì đã quá quen với lại hát dân ca rồi, rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi, nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa. Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con á là chỉ có tụi con thôi, tụi con phải khuấy động sân khấu thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào đó. Thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả và gọi là rất là sung nhảy và di chuyển, làm cho các cô chú đều nhún nhảy theo. Thì chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm bản thân mình để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình đến đâu. Nói chung là chúc mừng các con đã có một cái ca khúc rất là vui tươi, đúng lứa tuổi và rất là sôi động. Nó khác với mình thường ngày, nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao, đúng không? Rồi, tạm biệt hai con. Đổi gì tạm biệt. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Chúc mừng hai con. Bình tĩnh tụi con. Lâu lâu cái từ tạm biệt. Tạm biệt hôm nay thôi, rồi từ sau mình gặp lại nhau nha. Tụi này không có loại trừ gì, cười lên coi. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Nắng mai còn long lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Tim
cho con giấc mơ dịu êm. Forever yêu thương đắm say ngọt ngào. Forever bên nhau hạnh phúc ngập tràn. Nắng mai còn lòng lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên, niềm yêu thương ấm áp trong mùa ngát hương. Forever con tim khát khao hạnh phúc, bên gia đình cùng trao phút giây nồng nàn. Forever mãi mãi em như lời ru của mẹ, khi con lớn trong tim con mãi.
Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa phơi vơi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu, bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hồng lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió gào, tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Xa nhau đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nắng, vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, con cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, gần em bay hiu hiu gió lạnh, hoa xưa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, con cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây, thương như không buông nắng, vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng ba nỗi nhớ, ta nhớ đêm con.
Và một tràng hoa tay lớn thật lớn cho Đức Vĩnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú Nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ cái này không thể nào hát nhép được. Chú Hoàng Nhật Nam ơi, không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình, mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài, đúng không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy. Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ, người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang có đồng tình không, là cái này là phải có thêm thái độ hát. Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Phải nói lời. Không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? Nói chung là quý vị ơi, một tràng hoa tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc. Cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh đó, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hồng lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ, nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con đã thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến, đúng không ạ? Để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất. Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình.
đôi bên ta. Một ngọn lửa hồng sáng, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, cao nguyên, em thương ai thương ai, bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tuyệt vời còn. Ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi. Dưới mà chú mệt chứ tụi con luôn á, hát cái gì mà máu quá. Ai mà chọn cái bộ trang phục gì mà phù hợp dữ. Mới thấy là cái sự máu lửa cuồng nhiệt của các bạn nhỏ nằm đây. Dạ xin mời cô Tú My. Dạ người quen. Đây người quen, mời cô Tú My. Cô xúc động quá. Thật sự khi mà mình bước ra hát á, thấy lại hình ảnh học trò của mình ngày xưa, những cái ký ức mà những cái kỷ niệm ngày xưa cô cho mình gắn liền từ cái buổi đầu tiên cho tới cái đêm chung kết cuối cùng. Con đã đi cùng với cô một cái chặng đường rất là dài, thì cô cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, phải không con? Dạ. Hôm nay cô xúc động. Những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt tự hào. Phải nói rằng hôm nay con lột xác hoàn toàn luôn. Cuộc thi thử tài siêu nhí, cô đã rất là đúng đắn khi mà giữ con đến cuối cùng. Và hôm nay một lần nữa con làm cô hãnh diện, và phải nói rằng là nó đã, nó vui sướng lắm. Nhưng mà con hát nó quá tròn trịa.
xúc động. Cổ tay cho của tôi. Cái cặp này là một cái cặp là ngang chạng đó. Bạn nữ cũng rất là giỏi, giọng ca đầy nội lực, phong cách cũng rất là chuyên nghiệp. Hai con kết hợp nó có một cái sự ăn rơ với nhau, không có chênh lệch như nhiều cặp khác. Cô ngồi dưới đây cảm giác như mình một khán giả, mình đang xem những nghệ sĩ thực thụ đang biểu diễn. Coi đã quá, thật sự là một tiết mục quá rất tuyệt vời. Cô chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn cô Tố My rất là nhiều. Chị Đăng Trang, mời chị. Tụi con có biết là Trần Tiến với Nguyễn Cường, đó là hai trong những tác giả mà thuộc thế hệ cha chú mà cô vô cùng là ngưỡng mộ và kính trọng. Và cô rất may mắn có rất là nhiều dịp tiếp xúc với các chú. Cho nên khi mà các con đi ra mà hát Ngọn Lửa Cao Nguyên là thật sự là cô ở đây là coi như máu của cô nó cũng nổi lên. Cô cũng đã từng hát bài này rồi. Thì cô rất là trân trọng cái điều mà các con mang lại, cái ngọn lửa ở trong lòng các con, ngọn lửa có thật ở trong chính cái trái tim son trẻ của các con mang lại để thể hiện hai ca khúc của Trần Tiến và Nguyễn Cường rất là tốt như vậy. Nhưng mà cô rất là mong là cũng giá như cũng có một chút bè quảng ba vô chút xíu thôi cũng được, cái chỗ mà vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, chỉ cần có một cái quảng ba bè vô đẩy vô, tại vì tụi con rất là dễ bè hai giọng nam nữ, thì có thể bỏ quảng vô để cho nó đã tai hơn. Và mấy cái chỗ mà chơi lên đi tì ta da ta, chỉ cần có bè vô là nó đã hơn nhiều nữa, không bỏ bè vô uổng quá. Chị Trang thử nè, cháy lên đi nè, hai em ba. Bè hay chị em bè? Em bè. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chút xíu thôi. Nó sẽ có cái điểm nhấn ở trong bài hát đúng không chị? Một tràng pháo tay dành cho hai con. Cảm ơn cô. Tụi con thân mến, tụi con đã rất là xuất sắc rồi, nhưng đây là những cái chi tiết nhỏ để giúp cho tụi con tốt nhiều hơn nữa trong tương lai thôi nhá. Giờ lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ nè, xin mời chú. Lúc nãy cô Trang vừa nói dứt câu á, hãy cho một tràng vỗ tay cho, là chú thấy chú Minh Xù chuẩn bị cười rồi. Sao hai con sao chú Minh Xù hơi bị xì. Bây giờ chú Hoàng Nhật Nam làm lại. Xin cho một tràng vỗ tay cho nhóm bè Minh Xù. Dạ, Đăng Trang. Rồi, hai con đã hóa thân vào hai em bé Tây Nguyên rất là dễ thương. Với cái vóc dáng tròn và giọng hát khủng long, hai khủng long con. Chú đã đặt nickname rồi, không có sai đâu. Đó thì hai con đã đốt cháy sân khấu. Hai con đã là hai ngọn lửa ở trên sân khấu rồi. Và các cô chú dancer nhảy xung quanh rất là máu lửa để mà cùng trợ lực với các con. Đó, nhưng mà các con vừa nhảy lại vừa hát nữa để mà làm sao vẫn đảm bảo cái phần... nó không có bị trông trên hay là gì về phần hát thì nó rất là khó. Chú thấy là tiết mục này nó giống như tăng tiến á. Tập này là tập thứ 3, tuần thứ 3 rồi đó, và các con đã có một cái bước tiến mới. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là bữa đại tiệc âm nhạc ngày hôm nay rất là nhiều màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và ngày hôm nay một tràng hô tay thật lớn cho tiết mục trình bày của Nhật Minh và Ngọc Nhi. Đại diện ghe xa chú Thành Lộc, con sẽ cố gắng hết sức. Mọi người nhớ ủng hộ con nha. Ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Các em thấy chị ba có đẹp không? Ai mà nói xấu chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng. Trời đất ơi, có ai mặn mọc lèo lẹt như chị ba không? Các em có biết chị ba là ai không? Chị ba là nữ thần nhảy múa. Ai cũng có một ước mơ như chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại. Thank you.
ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Ta nói ai ai cũng có một ước mơ, và chị ba cũng vậy. Ước mơ của chị ba là đem niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người. Nữ thần nhảy múa, nữ thần nhảy múa. Đó 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 đó, các em nghe thấy gì chưa? Khắp nơi đều kêu ta, nhưng mỗi nơi ta chỉ tới một chút xíu thôi. Thôi, còn rất là nhiều trẻ em cơ nhỡ mồ côi đang đợi ta. Thôi, ta phải đi đây. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Bye bye hết rồi, chị ba vô đây. Anh Bảo, chị ba vô nha. Anh Nghĩa ra làm MC. Dạ. Trời ơi, tôi không có giải cái này. Anh Nghĩa ra làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tôi nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Ừ. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Này nè em nè, đó. Trong cái tuồng này nè em làm vai gì không? Ừ, chị ba không có biết. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa đi. Chắc là bởi vì chị ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi, thành ra chị ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng vai màn ăn cướp trong đó đó, nhớ không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tôi xỉu với chị ba này chứ. Trời ơi, ba lanh quá hả? Đi à. Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc, và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá. À, không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ. À, chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà chú rất là thích mà. Bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ, con 5 tuổi. Trời, mới có 5 tuổi. Rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có một lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà còn làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả treo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém, cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này thì con lại tiết chế được, con nói chậm lại thì mọi người đã hiểu được con nói. À, và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Và con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả, thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm, thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. À, chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi, chúc mừng chị ba nha. Chị ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Dạ, em cũng xin được hôn chị ba. Cảm ơn chị ba. Chúc mừng chị ba. Tôi bay lên, bay lên, bầu trời. Tim rung lên, rung lên, bồi hồi. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. Trên mọi người, la 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh, giờ là một ngôi sao. Từ ngày xa xưa, ngày còn ngây thơ, học từng câu du thuộc từng câu ca. Chạy quanh ngõ từ chiều gió mát, rồi tôi cứ dạp xiêu tiếng hát. Nhìn về phía trước và tôi cứ ngỡ lên trời cao. Mai này là một ngôi sao. Tôi bay lên, bay lên bầu trời. Tim rung lên, rung lên hồi hồi.
JB Cẩm Tú. Yeah. Cảm ơn tụi con, xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ngô rất nhiều. Trời ơi, nè nói cho mà nghe, các cô các cậu là ngôi sao đêm nay rồi đúng không ạ? Quá là sôi động luôn. Trời ơi. Cho vô nhóm được không? Đúng rồi, cái áo này tự y chang nè. Bây giờ mình làm cho mấy con thử. Y chang luôn nè, lên đứng chung luôn được không? Lên đây đứng luôn chứ còn đâu gì nữa. Trời ơi, vỗ tay cho thành viên thứ ba trong nhóm. Trời ơi, giống như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau á. Muốn vô nhóm đâu đơn thuần mặc áo chiếu là vô được đâu. Nhảy đi, ok. Thấy mấy bạn nhảy thấy sung quá, nãy giờ cứ nhảy nhót ở dưới. Có mấy cái động tác mà giặt đồ nè. Nè bây giờ Lập phải làm được cái đó mới vô nhóm được nha. Tập động tác cho chú Lập trước, sau đó nhạc lên mình nhảy. Nè đếm nhịp nè, 5, 6, 7 đi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, giặt nè, giặt nè, giặt nè, giặt nè, 5 tà, 6 tà, 7 tà, 8 mà giặt nè, giặt mà giặt. Hay được không Lập, được Lập. Dễ thương, dễ thương. Rồi, âm nhạc chuẩn bị bắt đầu. Đó. Thôi ngon đi. Hồi nãy dạ tôi có hai động tác vừa vô nhảy quá trời nhảy rồi sao tôi theo kịp. Ủa Lập ơi, trở thành một nhóm nhạc đâu có dễ đâu em. Rồi gài tôi rồi, gài không cho tôi vô rồi. Thôi sẵn tiện trên đây nè, Lập chia sẻ luôn cái cảm xúc của mình với hai con được không? Cái cảm xúc của chú khi mà nghe hai con trình diễn á, tôi muốn là một ngôi sao thì rõ ràng nhìn lên là tụi con đã là một ngôi sao, chẳng muốn mong muốn gì nữa hết á. Tụi con làm chủ hoàn toàn. Trời ơi, chú nhảy xong chú thở mà tụi con mà vừa nhảy vừa hát. Mà vừa hát. Mà rõ ràng là rất là các bé quá giỏi đúng không anh chị? Đúng. Nhảy hát múa đủ thứ trên đời hết mà tụi bé vẫn giữ được cái cục hơi của mình. Chú nhảy có chút xíu mà chú nói còn không nổi rồi làm sao bắt chú hát được. Chú rất là ngưỡng mộ. Chúc mừng tụi con. Yes. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi và bây giờ tiếp theo chắc là mời cô Đăng Trang. Bin rất là đáng yêu. Cô tin là nếu con đi theo con đường này con sẽ là hot boy á. Cái kiểu đó, hơi ngố ngố nhẹ nhẹ mà trời mấy nhìn mấy bạn đó. Đúng rồi mấy bạn con khúc à. Đúng mà rồi, con có khí đúng rồi, cái kiểu thần tượng á. Con có giọng hát, con phải có quyền tự tin về bản thân mình. Và khi mình tự tin rồi mình phải tiếp tục mình rèn luyện những cái gì mình có để mình mài dũa nó sáng lên. Và nhớ là lên sân khấu là không có nhìn dưới đất. Dạ. Nghe con. Rồi còn với Tú, cô rất là thích cái tiết mục này. Cá nhân con, con giống thực sự là một ngôi sao vậy đó. Vừa nhảy vừa hát mà con giữ được cái giọng hát của con, okay, không chinh phô. Không chinh phô, cái đó là đã là một cái vốn quý ha. Thêm một cái con có vũ đạo. Con như là một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô mong là nếu như tiếp tục mà vẫn còn đam mê thì tập hát, tập múa. Con sẽ là một ca sĩ sau này của giới showbiz của mình đó nha. Hai con cố gắng lên nha con. Wow. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chú thầy là Bin đáng yêu lắm. Con chỉ hơi nhợm nhập bài một chút xíu thôi à. Bắt đầu mà vô bằng sang xếp, bắt đầu vô làm động tác đều đó. Con làm rất tuyệt vời luôn. Cũng có mấy cái động tác con có duyên lắm. Ủa, hồi nãy em lên em làm có duyên không? Cũng duyên hả? Có chữ cũng đó là hay không có rồi đó. Cũng có. Chú nói tự nhiên chiếm sóng người ta. Người ta nó đang tràn trề cảm xúc tiến bộ. Mà không phải là tiến bộ thường đâu nghe. Mà tiến bộ tuyệt vời. Từ tập 4 rồi qua tập 5 là có là tiến bộ rồi. Mà bây giờ từ tập 6 là tiến bộ tuyệt vời. Một cái bước tiến rất là xa luôn. Nhất là Bin á, Cầm Tú á. Là cái cấu đầu tiên con vô ran lúc này, từ do là chưa còn vô nhịp đó. Là con hát chuẩn xác. Và cái tiếng hát của con nó ăn, nó quyền về hòa thanh. Hôm nay con hát rất là hay. Và Bin cũng vậy. Đáng yêu vô cùng. Chủ yếu hai con là. Yeah. Dạ xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều dành cho hai bạn nhỏ. Một tràng hỗ tay cho Kim Chi Bin và Cẩm Tú. Mẹ Lâm, hay là để con hát cho mẹ nghe cái bài mà mẹ thích con hát nha mẹ. Mẹ nghe nha mẹ. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rỡ dài tuồng qua thân khóc cười cười khóc người ơi mộng đêm tiếng hát lời ca cho người dương mang lấy khi cầm ca thăng trầm bay đôi nhưng lòng chẳng nao đúng là live show của con luôn đó nghe, một mình con hát luôn, hình như 5 bài tất cả phải không? Dạ. Yeah. 5 bài luôn, nhạc trẻ có nè ha, xong nhạc Hàn Quốc có nè, rồi nhạc trữ tình có nè, rồi sau đó hát nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Trời ơi quá giỏi luôn á. Bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo góp ý nha. Xin yeah. mời cô Thanh Hằng trước đi ạ. Hôm nay con đã làm tròn được cái tiết mục live show của con. Cô cũng xin chúc mừng cho con. Con đã hoàn thành được cái tiết mục của mình rất là tốt đẹp. Mà khi con ca xong rồi con diễn rồi con có cảm xúc ở trong đó. Rồi cái câu chót mà của cái bài Tầm Dương Tơ này nó làm cho tôi phải nói thật sự là nó nhói tim. Xin tri ân tấm lòng mồ điều nguyện suốt đời. Cô Thanh Hằng ơi, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Đó, thay lời cô hát luôn rồi đó cô Hằng. Đó, đó. Cảm ơn con. Chưa gì hết là đã lưu truyền cho thế hệ mai sau rồi đó. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúc mừng tiết mục của con. Cái diễn xuất của con đó thì cô thấy nè, càng về vào trong á, con càng chứng minh cho tất cả mọi người thấy á, là con cái khả năng của con không chỉ dừng lại ở đó mà con còn có thể đóng những cái vai bi, con có thể hát được nhiều thể loại nữa và cái giọng hát của con thực sự là cô thấy cũng rất là tốt. Nếu mà chọn đúng những cái bài á, mà lên cái âm vực đúng của con á, con lên với cái nốt cao rất là đẹp. Tuy nhiên vì phải dàn dựng cái live show nó cũng hơi tham, cho nên nhiều tiết mục quá nó làm cho con phải tới cái gì kế tiếp rồi phải thay đồ này kia. Thì không sao, tại vì con còn quá nhỏ để mà con phải bao trùm tất cả mọi thứ trong một cái tiết mục của mình. Chứ thật ra cô đánh giá rất là cao về con đó. Đúng, ngày hôm nay là một cái ngày mà con làm hết tất cả những cái gì mà khả năng con có. Thì bây giờ chú cũng không biết nói gì thôi, chỉ khen con là con rất là giỏi, con phải cố gắng. Nhưng khi phát huy là phải phát huy chủ đạo cái thế mạnh của mình là cái sở trường nhiều hơn một chút xíu. Ngày hôm nay thì chú chưa thấy cái đó nhiều, nhưng mà cũng đây cũng là cái thử tài siêu nhí, coi cái thử những cái tài của con còn những cái gì nữa hay không. Thì ngày hôm nay là đúng với cái tiêu chí của chúng ta. Và dạ, chúc mừng con. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Từ cái đoạn đầu con gặp mẹ con, rồi con diễn xuất khi mà vô cái đoạn ca nhạc, rồi nói chung là ba cái mảng khác nhau, con có thể chuyển đổi cảm xúc rất là nhanh. Đó là ưu điểm để thể hiện được nhiều khả năng của con. Nhưng mà kịch bản cần phải nuột nà, uyển chuyển, và có thể hạn chế bài nào con hát. Tối ưu nhất là dừng lại và không nên thêm những cái bài mà con hát tiếng Hàn, tiếng Anh gì mà nghe cũng không rõ là tiếng gì, để có thể đạt cái
tối ưu nhất về năng khiếu của bé mà hôm nay con đã làm vượt qua lứa tuổi của mình, tất cả các thể loại con gộp vô hết. Chúc mừng con. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Chào con. Trời ơi. Chào quách... chú Đại Nghị. Trời, bá Lanh mà em hết hồn luôn vậy đó. Dễ thương quá phải không ạ? Khi mà lần trước con xuất hiện là con đàn ha. Rồi bữa nay này con có thêm cái phần múa nữa. Không biết các vị giám khảo có bất ngờ tiếp không đây. Mời cô Đoan Trang. Thì ngày hôm nay con hát bài này á, cô với chú Thanh Bạch nói với nhau là con có cái khẩu hình khi mà con hát á, rất là đẹp. Cái đó là một cái tiềm năng rất là lớn dành cho con. Rồi con cũng có cảm nhạc rất là tốt, cho nên khi con nhúng ở trong những cái động tác của con rất là đẹp. Nhìn chung cô rất là thích. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Mời chú Thanh Bạch. Cái sức biểu cảm của con về cái lời nội dung bài hát con hiểu rất là rõ. Ngón tay em thon dài thì con diễn nó còn dài hơn là cái ngón tay nữa, đúng không? Và tất cả những cái lời đó con làm một cách duyên dáng và biểu hiện. Có thể nói mình tắt cái tiếng tivi đi mà xem con diễn và có thể hiểu được con đang diễn tả cái gì. Thì sức biểu cảm của con cái tuổi này mà con làm như thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng con. Con ơi con, con làm lại cái câu mà ngón tay thon dài cho mọi người coi lần nữa đi. Cái chỗ đó con đã làm lại lần nữa nghe. Hai ba. Khi hẹn em ngón tay thon dài. Cái chữ dài đó nghe dễ sợ thiệt ha. Nghe dài chắc cũng cả trăm mét á. Mà chưa bao giờ chú thấy ai mà cái ngón tay mà dài lên tới nách hết rồi đó con. Cô Thanh Hằng có nhận xét gì ạ? Dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó hả? Tuy rằng còn nhỏ tuổi, còn bé lắm, ngây thơ vô cùng luôn nhưng mà tự tin. Chúc mừng con á. Cô chịu liền á, chịu á. Nhận được quá trời lời khen luôn. Nhưng mà không biết các vị giám khảo quyết định sao đây? Con ơi, con muốn đi tiếp hay là mình về nhà nghỉ cho nó khỏe ha? Con muốn đi tiếp ạ. Mà con phải làm cái gì lạ hơn, khác hơn, hấp dẫn hơn chứ không được giống giống vậy à nha. Hứa không? Hứa. Yeah, ok, vậy đồng ý á. Chú Thanh Bạch đồng ý rồi. Cảm ơn chú. Cô Đăng Trang. Cô Đăng Trang đồng ý. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý luôn. Còn chú Quỳnh Linh. Chắc chắn là chú đồng ý cho con vào rồi đó. Con đánh cái trống cơm á, chú thấy cái tay con cũng nhuần nhuyễn đó. Chứ đưa cô Đoan Trang không biết cô có đánh được không. Cô Đoan Trang chắc đánh trống chầu. Là cô có biết cái trống cơm là cái trống như thế nào không nữa cơ. Bài này là bài cô đã đạt được huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998. Nói như vậy á, là để cho cô Đoan Trang cô nhắc lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô ấy mà hồi nãy cô ngại cô không dám nói. Nhưng mà mẹ con kể rồi. Mẹ con kể rồi. Mẹ con kể làm sao? Mẹ con kể là hồi xưa mẹ cô đang trang trên cái trường giấy cầu quên đây nè. Thì mẹ con nói là cô đang trang có hát cái bài vượt cái trống cơm. Vậy chứ mẹ con có kể. Mẹ con cũng giỏi luôn. Tâm lý của cô chưa? Trời ơi, ta nói cái người khiêm tốn không cần phải nói gì hết trơn để cho người khác nói vậy. Cô Trang ơi, cô Trang giờ vậy nè ha. Bây giờ cô Trang hát lại cái bài này đi, hát lại một đoạn đi được không ạ? Nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô Trang đó. Hai ba vô. Đi đâu rất xa em về, em về một cái trống cơm, ca dao bao năm lưu truyền, khen người chiếc cơ hả, dỗ sai cho nên là quên lời. Cô trai có nhiều lý do lắm cũng sao đâu. Con nghe cô đang trai hát hay không? Hay cũng hay mẹ con kể là cô cũng hay nhưng không bằng con đúng không? Ý là cô Đoan Trang hát hay không bằng con đúng không?
Dạ không, chú ạ, cô đang trang hát thầy. Mẹ con kể là ngày xưa cô đang trang hát cái bài này đó hả? Để chứ mẹ con có kể là ngày xưa chú cũng có hát bài này không? Nữa hả? Mẹ con có kể không? Dạ không. Ừ, chú đâu có hát đâu mà kể. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bóng bóng. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Chiếc đèn ông sao còn bé thơ, đèn hồng hồng xanh tím đèn quanh nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn tràng. Hoa chị hàng nga chúc tôi ngồi mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bảy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba kệ nghe đời xưa. Ngồi làm thơ kinh hoài. Hoa chi hằng nga chúc vui ngồi mơ đến ngày về trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba kệ nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca cùng nhạc tình tang, có mộng tung tăng dưới trăng. Chúc vui ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kinh hoài. Chúc vui ngâm ngơ chuyện năm xưa, dầu ngồi làm thơ. Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn. Phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ có tiết tấu lên từ từ từ, và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thực ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm. Là bởi vì sau cái tiết mục cô bé Bán Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn, qua tiết mục này thì rất là sớm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài. Cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui. Đã không có cái gì để buồn hết á. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi. Cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới nó tới. Chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt. Thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn.
Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đăng Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa đúng rồi đó. Rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang ta đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được bởi vì con là con. Tuy nhiên, mình nói ở đây có nghĩa là các con về nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm, cô tin tưởng vào tụi con nhiều lắm, cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì với nhau không? Không luôn. Đó bây giờ mặt tươi nè, không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thôi, xuống con ngồi con hát chứ bạn. Ôm một mối mơ. Rồi, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát. Đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi, coi lúc đó cái mặt của con đẹp không, con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị sale đại hạ giá. Mua một tặng bốn cho năm lần. Nó buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác. Lên tới rock rồi đó. Dạ, xin mời anh Hòa Nhật Nam ạ. Còn chú á, chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều khi tìm nó khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao, bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Đúng rồi. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Nó mới đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, cái lò xo để lò nó cài vô, gắn cái nến, gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó. Dạ. là để châm vào vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đèn bằng nhựa nghe chưa. Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình đó. Và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo là đâu cần phải nhét mềm mà đúng, đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương. Ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cụi với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẹ nhỏ. Em nhớ không lầm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên. Nhưng mà nói trong miệng đó chị. Em đứng đây em nghe. Nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi. Tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau. Hiểu không? Mình là một cặp đôi. Hai người tốt hơn một người chứ. Nha. Năng lượng chung, một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.